Năm học 2023-2024, dự báo số lớp, số học sinh các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao. Ngành giáo dục đào tạo thành phố đã chủ động các giải pháp đảm bảo giáo viên đứng lớp cho năm học mới. Năm nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Ánh, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang tăng 2 lớp so với năm học 2022-2023. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có sự bổ sung nhân lực kịp thời để phục vụ năm học mới. Về đội ngũ nhân sự thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để mà phân công chuyên môn và đề xuất để hợp đồng thêm một số giáo viên, bởi vì trường chúng tôi thì năm nay là tăng 2 lớp. Thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã có được cái sự chuẩn bị về nhân sự và cũng đã đề xuất vào nội bộ để xin được hợp đồng thêm một số giáo viên để bổ sung cái giáo viên còn thiếu đối với nhà trường. Để có giáo viên bố trí vào đầu năm học, hiện các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương tiến hành tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo hình thức xét tuyển, qua đó tiết kiệm được nguồn lực và thời gian do không phải tổ chức thi vòng 1 các môn điều kiện mà chỉ tổ chức môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2. Năm nay thì cái thuận lợi là việc phân bổ chỉ tiêu biên chế của Sở Nội vụ đối với các quận huyện thì sớm hơn, cho nên chúng tôi cũng sẽ tiến hành sớm hơn so với quy định và đảm bảo cho công tác phân bổ giáo viên về cho các trường và đảm bảo công tác có học sinh là phải có giáo viên đứng lớp. Đáng chú ý để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên tiểu học, ngoài việc bỏ yêu cầu tiêu chuẩn về hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng và xếp loại tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc, trong tuyển dụng giáo viên nói chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố về giảng dạy văn hóa tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố. Sở Dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn các quận huyện trong công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo cái quy định đơn giản hơn để tạo điều kiện cho giáo viên được đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về việc bổ sung giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ, đảm bảo đáp ứng được cái đội ngũ giáo viên cho các trường học theo từng năm học. Bên cạnh chủ động trong công tác tuyển dụng, luân chuyển giáo viên các cấp, ngành giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, pháp luật cho giáo viên các cấp, nhất là bồi dưỡng đội ngũ để đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.